Hôm nay thầy giáo xin giới thiệu với phụ huynh học sinh và học sinh cái phương pháp học môn lịch sử lớp 9 trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn phần mềm hỗ trợ học viên à, ôn tập môn lịch sử lớp chín à, để thi à, thi vào lớp 10 những đơn những tỉnh tổ chức có yêu cầu à, thi tuyển vào lớp 10 môn lịch sử thì chúng ta ôn tập trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn à, huynh học sinh và học sinh có nhu cầu hãy gọi điện cho thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang người quản trị phần mềm theo số điện thoại 595654 0943078123 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm. Thì làm thế nào để học tốt được cái môn lịch sử lớp 9 để ôn tập thi vào lớp 10 à những tỉnh có được những tỉnh yêu cầu học sinh phải học cái môn này. Thì hôm nay À, thầy giáo minh họa cái phương pháp học đó là Học câu hỏi trắc nghiệm trên chương 3 Thì học như thế nào Thì như vậy là chúng ta khởi động trình duyệt Cốc cốc hoặc Google Chrome trên máy tính Hoặc trên điện thoại Chúng ta gõ cái hình thức trắc nghiệm .vn Chú ý là .com thì nó là ra Cái phần mềm cũ của, của thầy Phần mềm khác Còn cái .vn là đối với à, Môn lịch sử thế Sau đó là à, chúng ta sẽ di chuyển xuống phía dưới à, Di chuyển con trỏ xuống phía dưới À, chú ý phải di chuyển con trỏ xuống phía dưới Vì à, cái môn à, câu hỏi trắc nghiệm à, Và chúng ta thi thử môn lịch sử lớp 9 Theo hình thức trắc nghiệm Ôn tập lớp 10 Thầy để ở cái mục số 18 này kia Chúng ta kích chuột vào mục số 18 này thì Sau đó nhập ký danh và mật khẩu Mật khẩu phân biệt ký tự hoa, ký tự thường Và chú ý là mật khẩu không dùng chung được à, Các em cho bạn Thì bạn chiếm quyền đăng nhập vào phần mềm các em sẽ mất quyền đăng nhập vào phần mềm. Đó. Các em chú ý như vậy. À, tại một thời điểm nó chỉ đăng nhập được trên một thiết bị. Chúng ta phải thoát thiết bị này thì mới đăng nhập trên thiết bị khác. Thí dụ à, đang học à, trên máy tính của bố mẹ của bố. Bây giờ chúng ta phải thoát ra. Sau đó chúng ta mới đăng nhập trên máy tính của mẹ được. Và chúng ta phải thoát trên thoát ra khỏi phần mềm trên máy tính của mẹ thì mới đăng nhập trên máy tính của bố được. Có Nghĩa là đăng nhập trên cùng một thiết bị thì chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm sau đó dành một ít thời gian ở trên đây để chúng ta đọc hướng dẫn đó. thế thì cái cách học là là chúng ta à, đầu tiên là chúng ta học thì khi mà thi thử thì ví dụ như 60 câu 60 phút mỗi một phút một câu thì chúng ta phải thi thử xem tự đánh giá xem coi bây giờ khả năng của mình nắm được mức độ nào để từ đó nỗ lực cố gắng học tốt thì đối với môn lịch sử thì chúng ta kích chuột vào đầu tiên chúng ta học này, thí dụ như đối với chương 3 chúng ta kích chuột vào chương ba, à, đối với lịch sử thế giới, sau chúng ta di chuyển xuống phía dưới, chúng ta tìm cái mục thực uh, hiện làm bài, rồi chúng ta chọn start bắt đầu. À, thế là trong quá trình uh, thi thử thì chúng ta chỉ việc uh, kích chuột vào cái nút uh, ABCGG thôi hết thời gian thì không làm được. Uh, và muốn nộp bài sớm thì chọn finish Công tay trái màn hình, đấy là trường hợp thứ nhất chúng ta thi thử. À, sau đó phần mềm sẽ báo chúng ta được bao nhiêu điểm, bao nhiêu phần trăm điểm. À, thế thì chúng ta nỗ lực cố gắng. thế bây giờ đang học thì chúng ta kích chuột vào nốt finish ở góc tay trái màn hình. sau đó là chúng ta kéo xuống phía dưới này, chúng ta tìm kéo con trỏ xuống tìm cái cái thực đơn. đây thực đơn nộp bài và kết thúc. sau phần mềm hỏi lại một lần nữa nộp bài và kết thúc chắc chắn chưa. À, sau đó chúng ta sẽ đọc cái hướng dẫn ở trên màn hình. đây. ví dụ như là à, câu 1 vị thế của nền kinh tế Mỹ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đứng thứ mấy trong thế giới tư bản? thì phương án A là đứng thứ ba, phương án B là đứng thứ hai, phương án C là đứng đầu, phương án D là đứng thứ tư. thì như vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta phải nhớ đây là loại câu hỏi định lượng mà, thì loại câu này ấy thì chắc là nhiều em làm được là chọn ngay đáp án là đứng đầu. Đấy, vì thế này chưa, chưa cần phải đọc hướng dẫn cũng đã đoán ra được rồi. À, trong thực tế ta thấy là nước Mỹ là có nền kinh tế lớn nhất thế giới, à, không những trước kia mà bây giờ cũng đang lớn nhất thế giới thì ta những loại câu này là chắc chắn là học sinh à, giải quyết được ngay, à, thông qua học câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta đọc cái cái cái, 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 cái lịch sử hướng dẫn ở đây nó rất là ngắn gọn, đấy, nó rất là trên cái chỉ dẫn trên nền vàng đây thì ví dụ những em mà có điều kiện mà có nhiều thời gian thì đọc sách trang 33 còn không có điều kiện, uh, ít thời gian thì chỉ cần đọc tóm tắt ở đây các thầy đã tóm tắt đưa lên đây Đấy, ví dụ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai Mỹ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới Đó. À, những năm 1945 đến năm 1950 này Mỹ chiếm 1 phần hai sản lượng công nghiệp thế giới này tổng sản lượng nông nghiệp gấp 2 lần Anh Pháp Tây Đức Italia Nhật Nhật cộng lại nắm 3 phần tư trữ lượng vàng thế giới đấy đây các thầy tóm tắt vào đoạn game em nên để đọc nhớ ghi nhớ cái đoạn này rồi à, là chủ nợ duy nhất trên thế giới này à, Đọc quyền về vũ khí nguyên tử này và đáp án đúng ở đây là đứng đầu đấy thì các cung cấp thêm cho các em thông tin trên cái nền vàng này ngắn gọn đấy, để các em học vì học lịch sử phải chú ý cái mốc quan trọng lắm mốc thời gian xảy ra lịch sử đấy thì chúng ta phải nhớ đây là chúng ta đây là những năm là 45 năm 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 1950 đấy thì đó là cái mốc đấy, thế thì học lịch sử thì chúng ta thông qua câu hỏi trắc nghiệm chúng ta thấy rất dễ học rất chứ còn đọc lý thuyết không nó trôi tuột đi rất là là trừu tượng nhưng mà thông qua câu hỏi trắc nghiệm ta vừa học lý thuyết vừa học câu hỏi trắc nghiệm luôn tình huống đặt ra thì giải quyết như thế nào thì thông qua cái câu hỏi trắc nghiệm ví dụ như là sự kiện nào coi là ngọn gió thần đối với nền kinh tế Nhật Bản, ngọn gió thần trong à, dấu nháy 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 thì phương án A là chiến tranh Triều Tiên, phương án B là chiến tranh Việt Nam, phương án C là cải cách dụng đất, phương án à, phương án C là cải cách dụng đất, phương án D là là ban hành hiến pháp năm 1946 Đấy, nước Nhật ban hành hiến pháp năm 1946 thì cái sự kiện trong bốn cái sự kiện này để phải chọn sự kiện nào được coi là ngoạn gió thần đối với nền kinh tế Nhật Bản. Thì à, phần mềm hướng dẫn là à, các đơn đặt hàng của Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950, năm 1953 được coi là ngoạn gió thần đối với nền kinh tế Nhật Bản. Đấy, như vậy chúng ta phải chọn đáp án đúng ở đây là chiến tranh Triều Tiên. Thì xem như là à, được coi như là một sự kiện ngoạn gió thần đối với nền kinh tế Nhật Bản. Đấy, các em thấy tuyệt vời không? thông qua câu hỏi này để chúng ta học lịch sử rất cụ thể đây là cái phương pháp đấy các em sau khi học xong các em thấy môn lịch sử rất dễ học à nó không khó như nhiều người tưởng đâu à, và các em học một thời gian trên phần mềm của thầy các em sẽ thấy yêu thích môn lịch sử ngay à, nó rất dễ học à, thông qua câu hỏi trách nghiệm này để chúng ta học lý thuyết luôn tóm tắt luôn rất là ngắn gọn còn những em có điều kiện đọc hết trong sách giáo khoa sách giáo khoa vẫn là kiến thức chuẩn nhất để chúng ta làm bài và nữa là cơ sở để chúng ta à, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm không cần phải đọc quá nhiều sách đâu sách giáo khoa là khá đầy đủ rồi thầy cũng vì sách giáo khoa là kiến thức phổ thông mà thầy đọc thầy hiểu mọi người đọc là rất dễ hiểu và coi như là kiến thức phổ thông rất chuẩn vì sao đúng vì nó đúng như trong sách giáo khoa vì sao sai vì nó không có nội dung đúng như trong sách giáo khoa đấy là phương án sai là nó không có nội dung đúng như sách giáo khoa ví dụ như thế à, nội dung nó đúng phương án đi đúng vì nó đúng như trong sách giáo khoa thì các em thấy sách giáo khoa viết là các đơn đặt hàng của mỹ trong chiến tranh triều tiên 950 năm ba đây là cái mốc lịch sử này học lịch sử phải nhớ cái mốc xảy ra năm 950 đến năm 953 là các đơn đặt hàng của mỹ trong chiến tranh triều tiên được coi là ngọn gió thần đối với nền kinh tế nhật bản từ đó các thầy à, đưa ra một câu hỏi là sự kiện nào được coi là ngoạn gió thần thì phương án A là chiến tranh Triều Tiên, phương án B là chiến tranh Việt Nam, phương án C là cải cách trồng đất vì nước Nhật cũng thực hiện cải cách trồng đất ban hành hiến pháp, thì nước Nhật cũng ban hành hiến pháp. Thế thì trong bốn lựa chọn này thì nếu như không 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 nhớ được cái 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 mốc lịch sử này thì chúng ta dễ bị chọn nhầm là sang các cái mốc khác, à, sự kiện khác như sự kiện chiến tranh Việt Nam hay là cải cách ruộng đất hay là ban hành hiến pháp năm 1946 của Nhật Đã, thì chúng ta phải nhớ đấy học lịch sử như thế là các em học tốt ngay thông qua học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm để chúng ta nhớ các cái mốc sự kiện lịch sử thời gian lịch sử đấy đó là, các em làm được đáp án đúng đây là chiến tranh Triều Tiên thế thì để căn cứ vào các phương án gây bẫy để chúng ta chú ý nữa, không có là phải đọc kỹ các phương án gây nhiễu, gây bẫy. Chứ không chỉ có đọc mình đáp án đúng không đâu. thì Sau đó chúng ta đọc câu hỏi, sau chúng ta nhớ luôn cái đáp án đúng là chúng ta ghi nhớ. Chứ còn các phương án gây bẫy thì chúng ta cũng à, chú ý để, để kỳ thi chính thức diễn ra. Chúng ta đọc chúng ta cũng nhầm lẫn mà thôi. À, cái cách học là thế. Học trên phần mềm nó ngắn gọn lắm. Nó rất ngắn gọn. Là vì thông qua câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta nắm được đi thuyết luôn. Thí dụ như là cơ hội mới của nền kinh tế Nhật Bản được coi là sự tăng trưởng thần kỳ là gì? Thì phương án A là cải cách dân chủ những cải cách dân chủ phương án B là ban hành hiến pháp năm 1946 hay là chiến tranh Việt Nam hay là chiến tranh Triều Tiên à, thì đây là các phương án gây bẫy à, thì các em phải đọc cái sự kiện lịch sử ở dưới à, dưới cái nền vàng đây các thầy tóm tắt thôi đọc sách giáo khoa nó dài thì nay là tóm tắt trên cái nền vàng chúng ta đọc học cho nó nhanh à, và rất là ghi nhớ những năm những năm 60 của thế kỷ 20 này Mỹ tiến hành chiến tranh Việt Nam, nền kinh tế Nhật Bản lại có cơ hội mới để đạt được sự tăng trưởng thần kỳ, vượt qua các nước Tây Âu, vươn lên đứng đầu thứ hai trong thế giới tư bản. Như vậy à, à, là nhờ có gì? À, cơ hội là đó là chiến tranh Việt Nam. À, các chiến tranh Việt Nam chúng ta phải chọn đây là chiến tranh Việt Nam, à, chứ không phải chiến tranh Triều Tiên. Vì chiến tranh Triều Tiên đã kết thúc ở trên rồi mà, đúng không? À, ở câu trên rồi. Thì chiến tranh Việt Nam, đó, chứ không phải là à, những cải cách dân chủ, không phải là ban hành hiến pháp năm mươi à, mà cơ hội mới của nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng thần kỳ đó là à, là gì? Những năm 60 của thế kỷ 20. Phải chú ý cái mốc lịch sử này nữa nhá. Là à, Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, nền kinh tế của Nhật Bản lại có cơ hội mới để đạt được sự tăng trưởng thần kỳ vượt qua các nước Tây Âu rồi vươn lên đứng đầu, đứng thứ hai trong thế giới tư bản. Đấy, chúng ta để ý là nhấn rất mạnh trong sách giáo khoa viết các thầy trích trong sách giáo khoa ra đây để chúng ta đọc ngắn gọn, rất là gọn dễ nhớ. Các em thấy tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. À, câu tiếp theo à, những năm 60 của thế kỷ 20 đây là cái mốc lịch sử nha Những năm 60 của thế kỷ 20 vị thế của nền kinh tế Nhật Bản đứng thứ bao nhiêu trong thế giới tư bản à, thì cái câu này như thầy giáo vừa nghĩ Vừa và nêu trên đấy nhiều em mà nhanh trí thì đoán rằng ngay thì nó chính là là đứng thứ thứ bao nhiêu này thứ hai ngay lập tức Đó là Mỹ thứ nhất thì Nhật thứ hai thế thì cái câu này loại câu định lượng này cái em phát là phản ứng được ngay thôi à, rất dễ đúng không thì trích câu lịch sử đây này. câu lịch sử trên nền vàng <laughs> thế thì ở đây có một cái phương cái cái đọc là đứng thứ đứng đứng thứ nhất này đứng đầu này đứng thứ đầu này hoặc là thứ hai này đấy thứ ba này thứ hai này thì vươn lên đứng đầu này thế thì ở đây chúng ta phải chọn phương án là đứng thứ hai ở đây mặc dù phương án a có đứng thứ hai hoặc là đứng đầu thì chúng ta nên chọn À, phải vì sao lại chọn đáp án đứng thứ hai vì đây là câu logic có chữ hoặc thì trường hợp đầu là không đúng đứng đầu là không đúng mỗi vế số hai đứng thứ hai thôi cho nên bỏ qua cái phương án có chữ hoặc này à, bỏ qua có cái chữ hoặc này là không không đúng à, chúng ta chú ý là như vậy à, tiếp theo như vậy chúng ta sẽ có hàng loạt các câu hỏi đây Đấy, đây là cái câu hỏi nói về mốc lịch sử đây này này Nhật Bản trở thành nền kinh tế à, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới vào những năm nào của thế kỷ 20? phương án A những năm 70, những năm 90, những năm 60, những năm 80 thì chúng ta đã để ý đây đáp án đúng là những năm 70 chúng ta ghi nhớ đáp án này thì đây là hỏi về mốc lịch sử thời gian lịch sử mà thì sách giáo khoa viết đây các giáo trích trên nền vàng những năm 70 của thế kỷ 20 cùng với Mỹ tây âu nhật bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính thế giới Đấy, rất dễ học đúng không quá tuyệt vời đó, thì các em học trên phần mềm Đây có rất nhiều các em nên vào phần mềm để để học thôi đó đây là cái, các em đọc tốt tóm tắt trên cái nền vàng đó. chứ còn có điều cốt thời gian đọc hết trong sách giáo khoa thì quá tốt thế nhưng mà nếu không có thì các em đọc nhanh thì các em đọc trên nền vàng đi thôi. đọc đọc trên nền vàng hướng dẫn thì các em để ý ví dụ loại câu là sau chiến tranh thế giới lần thứ hai những nước nào phân chia chiếm đông đức à, chiếm lãnh thổ nước đức sau chiến tranh thế giới thứ hai hỏi là những nước nào phân chia chiếm đóng lãnh thổ nước đức phương án a là liên xô à, trung quốc mỹ anh thì chúng ta để ý đây là một phương án có bốn giá trị này. này. Đó. thì phương án b là cũng bốn giá trị này mỹ anh pháp nhật phương án C Liên Xô Mỹ Anh Pháp, phương án D Mỹ Liên Xô Trung Quốc Nhật. Mỗi một phương án nó có bốn giá trị thì cả bốn giá trị cùng đúng thì mới gọi là phương án đúng. có ít nhất một giá trị sai nó gọi là phương án sai đối với loại câu này. Thì chúng ta phải duyệt từng phương án. Thì chúng ta đọc trên nền vàng đây là sau là hướng trong lịch sử viết này. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, bốn cường quốc đồng minh là Liên Xô, Mỹ, anh, Pháp đã phân chia lãnh thổ nước Đức thành bốn khu vực chiếm đóng. Đấy, đây là sách giáo khoa lịch sử lớp 9. Các thầy trích ra đưa trên nền vàng để các em giải quyết tình huống câu hỏi này. Đó là bốn nước Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp. À, thế thì đáp án đúng đây phải là Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp. Bốn nước đồng minh đã phân chia lãnh thổ nước Đức thành bốn khu vực. Nhưng mà sau này Liên Xô là một khu vực thì trở thành <laughs> nước cộng hòa dân chủ đức thế còn lại ba khu vực mỹ <laughs> anh pháp mỹ anh pháp là ba khu vực là do mỹ anh pháp thì sẽ à, thành nước tây đức là cái gọi nôm na còn liên khu vực của liên xô thì thành đông đức còn à, khu vực của ba nước ba khu vực còn lại là mỹ anh pháp trở thành một nước à, tây đức nói nôm na dễ hiểu là ngắn gọn đúng không liên xô thành đông đức ba khu vực còn lại do Mỹ, Anh, Pháp à, thì thành nước Tây Đức đó như vậy cái mốc lịch sử ở ghi ở trên nền vàng thế thì ta duyệt xem đáp án nào mà có một giá trị sai thì mình là bị loại trừ thí dụ như phương án A có giá trị Trung Quốc là bị loại trừ luôn là phương án sai à, có ít nhất một giá trị sai mà chứ còn nó không phân biệt thứ tự nha phương án B thì có một giá trị Nhật là không đúng là bị loại trừ luôn phương án C Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp bốn giá trị đều đúng cho nên đây là phương án trả lời của câu hỏi này. Phương án D, Mỹ, Liên Xô đúng, à, Trung Quốc, Nhật Bản không đúng cho nên phương án D bị loại trừ. Đấy, có hai hai giá trị sai. Chúng ta chú ý đây là nó nó gì? Nó có giá trị sai, ít nhất một giá trị sai gọi là phương án sai. Thế còn hai giá trị sai thì đương nhiên là nó sai rồi. Thế còn cả bốn giá trị đều đúng thì gọi là phương án đúng. Đó là loại câu mà chúng ta duyệt từng giá trị trong một phương án à, Có rất nhiều trên này, các em sẽ tiếp tục vào phần mềm để chúng ta luyện thôi à, Chúng ta kích chuột vào mục à, số 1 để chúng ta quay lui Đấy, các em thấy học trên phần mềm rất tuyệt vời Kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình Chúng ta chọn nốt thoát Như vậy chúng ta đã kết thúc à, phim làm việc trên phần mềm Như vậy là à, trên phần mềm có rất nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm về môn lịch sử À, các em có nhu cầu phụ huynh có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo à, quản trị phần mềm à, thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo số 0912 59 56 54 hoặc 094 3078 123 học trên phần mềm nó rất ngắn gọn Đấy, rất ngắn gọn và có rất nhiều dạng câu hỏi ví dụ như câu hỏi nhận biết và câu hỏi thông hiểu thì, thì ví dụ như các thầy cơ cấu tầm tầm khoảng 5 đến 60 trăm còn cái loại câu hỏi vận dụng thấp rồi vận dụng và vận dụng cao chiếm khoảng 40 đến 50%. Vì kỳ thi phải phân loại được học viên cạnh tranh nhau bằng kiến thức rất lành mạnh. Cho nên chúng ta phải giải quyết được cả câu hỏi vận dụng vận dụng cao để trả lời. Đấy, tức là nó chia ra cái loại 7 8 thì loại 9 10 ấy, điểm đấy, 5 6 đấy, rồi, rồi, chúng ta phải học cái cái dạng câu là nhận biết thông hiểu. Đấy, thì cái loại câu này ấy là à, 5 60% loại để đạt điểm 7 trở lên đó là vận dụng thấp, vận dụng vận dụng cao. Đấy, ví dụ trên phần mềm nó như vậy. Thì đối với học à, môn lịch sử trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên, học trên máy tính học trên điện thoại đều được. Nhưng mà phụ huynh học sinh thì lâu nay cứ lo rằng là con mình vào máy tính thì nó sẽ chơi game hay là đánh điện tử thì nó mất thời gian. Thế thì phụ huynh học sinh có thể có cách vẫn quản lý được con mình cho con mình máy tính để học à, trắc nghiệm môn lịch sử trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn bằng cách cái thời gian rảnh rỗi của mình ở nhà tầm một tiếng để cho con vào mượn máy tính cho con để đăng nhập phần mềm học dưới sự giám sát của bố mẹ và đến khi mà bố mẹ bận không có không có mặt ở nhà có thể bảo hôm sau học tiếp chúng ta đang học đến câu này đến câu 5 chẳng hạn thì hôm sau lại mở lại học tiếp câu 6 trở đi à, chứ không phải là à, rồi, À, không cho con sử dụng máy tính. Thời đại công nghệ 4.0 vẫn cho con sử dụng máy tính nhưng dưới sự kiểm soát của bố mẹ. Thế còn những cháu mà nó tự giác hay không thì càng tốt. thì như vậy cái sự kiểm soát của mình là nó sẽ dần nới lỏng ra. Thế còn không cho con sử dụng máy tính thì nó cũng nhanh à, cũng chưa chắc là tốt. Đấy, nhưng mà có sự kiểm soát của mình, thời gian rảnh rỗi ở nhà ví dụ như là mẹ đang nội trợ thì nội trợ cũng phải ít nhất một tiếng mới xong Đấy, thì cho con ngồi trên máy tính để học. À, dưới sự kiểm soát của mẹ rất tốt, à, cứ yên tâm. À, thì học sinh cũng các em đang ở lứa tuổi cấp 2 cũng cũng hiểu rằng bố mẹ quản lý mình là đúng thôi, không ai lo cho con và thương con bằng bố mẹ của mình. thì bố mẹ không cho con sợ cho con vào máy tính để đánh điện tử cũng đúng thôi. À, vì tương lai của con thì bố mẹ phải có sự quản lý. thì các em cũng phải hiểu cái điều đó là cho bậc cha mẹ. À, nhưng bố mẹ là thời đại 4.0 rồi vẫn phải cho con mà sử dụng máy tính và sử dụng điện thoại để chúng ta học nhưng mà dưới sự kiểm soát của bố mẹ đấy theo ý kiến của thầy là như vậy thế còn tùy từng phụ huynh à, thế thì muốn giờ đây là phần mềm hỗ trợ rất tốt thì phụ huynh học sinh và học sinh có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang người quản trị phần mềm theo một trong hai số trên màn hình 0912 59 56 54 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm trong quá trình học chúng ta cần tránh hai trường hợp sau đây thì đó là trường hợp chạy sâu đi tìm câu hỏi trắc nghiệm để học thì học bao giờ cho hết được ấy thứ hai là chúng ta chỉ đọc lý thuyết không thôi à, mà lại không làm câu hỏi trắc nghiệm thì kỳ thi chính thức diễn ra chắc chắn bỡ ngỡ vì các em chú ý như vậy thì học đến bao giờ cho hết câu hỏi trắc nghiệm được chạy sâu đi tìm rất là nhiều à, cho nên về căn cứ vẫn phải là bám vào sách giáo khoa cơ sở chính chuẩn nhất vẫn là sách giáo khoa là cơ sở để trả lời câu hỏi trắc nghiệm. À, thì giáo chúc phụ huynh học sinh thành công và chúc các em thi đạt kết quả tốt môn lịch sử. đấy các em thấy nghe bài giảng của thầy xong học trên phần mềm môn lịch sử các em yêu thích ngay môn lịch sử à, và à, thấy rằng môn lịch sử rất dễ học à, rất dễ nhớ thôi nhưng mà chúng ta chưa biết cách học thôi. thông qua học câu hỏi trắc nghiệm chúng ta ghi nhớ sự kiện lịch sử. Thì đối với sự kiện lịch sử thì mốc thời gian rất quan trọng và các sự kiện lịch sử xảy ra là game học tốt để giáo chúc các em thành công và cảm ơn các em